Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Đây là một cây xanh trong cái buổi trưng bày ở câu lạc bộ bonsai thị trấn Cồn, Hải Hậu, Nam Định. Bóng cây hay quá các bác này. Cô động lại. Cây cũng rất là già rồi. Cây này không không có thẻ treo của ai nhỉ, không biết của ai. Không biết của ai để mình gọi điện. Chắc họ không không bán, không giao lưu. Đẹp quá. Rất tiếc cây này không thấy treo thẻ. Đây đây, cây này làm xong là cũng hay đây. Vì gọn tán và cô nhà lá nhỏ lại nhìn bóng cũng đẹp phết đấy. Và tiếp đến một cây xanh cũng có những cái nét đảo rất là nghệ thuật. Già khô rồi. Vâng, cây xanh của ôi mặt bên kia, bên này không đọc được. Rồi cảm ơn bác và cảm ơn các anh. Cây này là cây dành dành của Trần Văn Dũng ạ. Và câu lạc bộ bonsai xã Hải Bắc này. Thế còn cái da của Tùng La Hán thì nó lại kiểu vậy. Dành dành là của để dành. Gốc dành dành đẹp mà. Bệ đẹp. Hoa và quả. Nó bảo là cây này chắc là ối rồi. Khối quả, khối hoa tới đây nhiều nhiều đúng đơn cả mới dạ. Dành dành đơn à. Dành dành kép thì nó không bằng dành dành đơn này. Đơn là đơn ta. Đơn mới là dành dành cổ mọi ngày. Cổ hồi xưa chú ạ. Năm cánh và cái quả khi ra quả đỏ mà chim chào mào là hay ăn hay mỏ. Vâng. Quả này người ta kho cá mà. Vâng, kho cá. Kho cá làm xôi gấc. Vâng. Xôi màu đỡ phải không phải dùng đến gấc. Nhưng mà mình thấy nha, cái lá có, này. Ở đây chú này chuẩn bị hoa. Rồi có hoa nhưng mình thấy đặc biệt đấy. Đấy, dành kép thì là cái nó lại dài hơn một chút. Dành đơn thì lá nó lại hơi bầu bầu hơn một chút. Nhưng mà cái này thì anh thấy ở đây là có một nách của nó hai lá đúng không? Vâng. Thế nhưng bên này tôi lại thấy một nách ba lá. Anh ạ. Đây này.
ba lá. Vâng. Thấy không? Vâng. Ba cái lá. Cho nên là cái chỗ thì một, chỗ thì à chỗ thì hai, chỗ thì ba. Ngay bên cạnh đây thì lại là hai. Đây thì lại ba. Vâng. Mình chưa lý giải được. Vì cây nhà tôi thì nó ba, nhưng mới nhìn đây thấy cái chỗ hai, tôi bảo thiếu, nhà mình không phải rành rành. Tức là không không đồng bộ. Ôi giời, có cái phôi xanh đằng kia hay quá kìa bác. Đây, ụ núi này, ụ ụ trực núi này. Ôi giời này. Cây này đến lúc hoàn thiện cây thì khối tiền đấy. Và của câu lạc bộ Hải Phú, không có số điện thoại. Chỉ là của GD là câu lạc bộ Hải Phú này. Ôi giời, khủng khiếp không? Đấy. Ê, mày hay. Dù nghệ thuật này. Mẹ. Vâng. Là làm mình... như đây này không phải đơn giản, rất là nghệ thuật. Phải thời gian rồi tạo tác rồi như thế này. Đẹp quá. Đây cái Hải Phú này. Vâng. Chợ còn đây. Cây này là cây cũng rành rành. Rành rành. Vâng. Rất đa dạng các nơi. À, có thể có vẻ nhiều rành rành phết đấy. Cả cái dãy này nhìn thấy mấy cây liền đấy. Đây đây, cái hàng rành rành bưng bê này nhiều lắm. Rất là già luôn này. Đây này. Đây nữa này. À, nhiều rành rành lắm. Và cái bệ xanh này cũng đẹp. Xanh. Cái phôi à, lọc lá chơi dăm. Đó, quay mấy cây nữa để tôi đi về. À, đây là một cây xanh làm cũng rất là nghệ thuật đấy, uốn từ nhỏ. Những cái cành rơi đây. Và còn đây là một tác phẩm si. Đang đi ngắm đây. Và cái buổi trưng bày chủ yếu là những cây tầm nhỏ trên mặt bàn, hàng bưng bê thôi các bạn, nhỏ gọn. Thời gian một tuần, ngày mùng 7 thì kết thúc. Và một cái tác phẩm mà nó lên lu cũng khủng khiếp này. Để tôi xem là cây gì. Cây này có thể là cây túc. Không phải. Túc thì da nó khác. Anh Đảo ơi, các anh ơi, cây này là cây gì anh? Cây này là cây sộp. Sộp. Sộp thì có quả không anh? Có quả. Cái này dân Quảng Ninh không chơi. Tôi cũng đang đoán là cây sộp. Nhưng mà cây sộp này lộc đỏ thế nhỉ? Đẹp. À, nó bấm ra nó ra lúc nào lúc đầu nó cũng đỏ. Đẹp nó thật. Sao nó xây dở? Lộc chứ lộc túc. Hình như cây sộp này nó cũng là tên là... cũng là họ nhà Túc thì phải. Vâng. Nó có một cái tên khác. Rồi. Rồi. Khoảng 5 phút nữa anh em mình về thôi. Ừ. Tôi quay thế thôi mà. Quay 2 cuốn thôi mà. Quay động viên anh em tí. Có một cái công việc phải về Hải Hậu.
À, tôi có ghé qua thị trấn Cồn để thăm cái buổi trưng bày của các anh. Cây nào đấy? Cây nào, cây xanh nhỏ đấy? Thế sao không nổ đi cây này anh ơi? Cây này đâu, quay lại đây đi, quay lại đây đi. Đòi bao nhiêu? Thằng khỉ này đòi 20 triệu. Giả. Giả. Đi mẹ đi cho nó máu. Giả 18 triệu 500 triệu. Đúng luôn. Đến ngày luôn cho nó máu đi. Cùng cây cảnh với nhau. Anh em chả hứa thiệt gì cả cho nó máu đi. Để kỷ niệm mày cây ý. Tiện xe đây có điều đấy còn đáng cái gì. Vâng, cái cây mà tôi đang soi đây này là chủ nhân nói 20 triệu mà anh đội mũ cối đấy, anh nói là 18 triệu 500. Con này em mua nó còn đấy thì tiền thật. Mày nói 10 mày nói 20 mà tao giả mày 18 triệu 500 rồi. Tao là máu mua chứ không phải mà tao thiện chí mà. Hơn nữa là mà còn giao lưu cây cối với nhau. Mày thích con gì tao để cây này mà 18 triệu 500 chưa bán này. Đòi đúng 20 đấy, anh ấy nâng lên một nước. Tức là 19 đấy. Ủng hộ nào thì ủng hộ. Anh ấy nói lại là thôi lấy 19 đây này. Bắt tay đi. Anh hộ tôi, anh quay hộ cây kia đảo mặt sang bên này. Anh đảo ấy. Để tôi xoay nốt bên kia. Đấy. Cây báo giá 20 triệu giả 18 rưỡi không bán và bây giờ khả năng chốt ở 19 đây này. Đây này. Đấy. Cây này của anh Vũ Sinh. À chà. Anh cũng tên là Sinh. Đúng không? Anh là họ Vũ. Ôi giời, thế mà tôi không biết thì có một người đứng cạnh tôi cũng tên là Sinh đây này. Đây, số điện thoại cây xanh của anh đây. Đang đi. Ờ thế để đem tiền đến đây gái. Ôi rồi, hóa ra xong rồi. Mấy khi đâu anh chủ mới chủ cũ cho tôi xin cái bắt tay cái. Để bạn chờ. Giao dịch lên kênh luôn. Đây đang đếm kìa. Đang đếm rồi. Chỗ đấy là cách 10 rồi. 20 triệu. Đấy. Hai cây ạ. Một cây còn nhăn mặt ra lại còn hai. Ừ. Bốc xe tiện xe bốc đây. Đây đây gọi là hai đội đá rắn này. Đây. Đây, để cho anh xong anh hạ thấp xuống tôi xin kiểu ảnh. À không, có lẽ là đoạn đeo anh ra lộc cho người ta xong chưa? Ra lộc đi, xong hai anh em bắt tay nhau gái để Đỗ Sinh chụp kiểu ảnh nhá. Rồi, nào nhìn thấy nhá, Đỗ Sinh chụp nhá. Bonsai mini. Vâng, đã được chứng kiến một cuộc giao dịch 20 triệu một cây xanh mini. Đây. Anh bê lên cho cả anh em làng chơi xem. Đây, một thực sự là công người thật việc thật nhá. Đây nhá. Rồi, xoay các mini để bàn trà nhá. Quá đẹp. Hàng ngu cục. Tuyệt vời. Rồi. Nào, xin các bác một tràng vỗ tay nhá. Ô thế bê về luôn à? Ơ sao lại bê về luôn đấy? Máu thế nhỉ, tiền giao cháo múc bê về luôn. Còn bây giờ ban tổ chức người ta phải chụp cái cây ông mang ra khỏi. Mai cái ông này ông đến ông bảo cây của tôi đâu thì sao? Đấy, bắt phải đem cây lại để chụp ảnh đã, ông mới mang về thì nguyên tắc này thế gì? Cứ thế chạy vù ra cổng. Đứng chỗ nào? Hay, chú trong đây anh. Bê cây nhá. Quay đây để chụp cho gần và tí nữa cho ánh sáng kìa. Này, anh sang bên này mà anh chụp nó mới không được á. Đây là lên làm cái bục kìa. Khai mạc buổi chợ. Rồi. Ok. Bỏ cái mũ ra. Bỏ mũ ra. Rồi. Ôi dồi ôi, bỏ mũ ra đẹp trai thế mà còn đội. Ok rồi, ok. Giữ lại lưu lại kỷ niệm như này. Rồi, ok rồi. Chúc mừng. Chúc mừng anh bán và chúc mừng người mua. Máu mua đấy. Cũng là máu mua. Thế anh kia còn ngưỡng ngự cái gì, người ta không mua là anh mất một người khách. Tôi nói thật đấy, cây ấy bán giá đấy quá được. Người ta máu mua thì mình phải chiều ấy. Bây giờ ông này mà ông ấy trượt cái, có khi mai đến bảo thôi hôm nay tôi để cho ông, chưa chắc người ta mua đâu. Người ta bảo tiêu mẹ hết tiền rồi.
Một khi đã thích là nhích, mà người ta đã thích thì mình chiều, chứ không phải là rẻ. Tầm ấy là cũng, cây đấy là cũng là cứng cáp. Rồi, và Đỗ Sinh cũng xin chia tay với anh em câu lạc bộ bonsai thị trấn Cột. Tôi di chuyển về Ba Vì. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.